Hồ Ngọc Hà, Kim Lý bất ngờ thiên vị Lisa, cậu út Leon liền có phản ứng khiến ai cũng bất ngờ. Trước sự thiên vị của ba mẹ với Lisa, Leon lập tức có phản ứng thu hút sự chú ý từ cộng đồng mạng. Không chỉ được biết đến là nhóc tỷ nhà Hồ Ngọc Hà, Lisa, Leon còn tạo ấn tượng mạnh đến cộng đồng mạng bởi vẻ đáng yêu kháu khỉnh khiến ai cũng muốn cưng nựng. Không hề kém cạnh cha mẹ, Lisa, Leon cũng sở hữu cho mình số lượng người hâm mộ hùng hậu trên khắp các trang mạng xã hội. Mọi khoảnh khắc đáng yêu của nhóc tỷ luôn được săn đón và thu về lượt tương tác khủng. Mới đây, trên trang Facebook cá nhân của các con, Hồ Ngọc Hà vừa đăng tải đoạn clip chia sẻ lại phản ứng của Leon trước sự thiên vị của ba mẹ dành cho chị ba Lisa, nhanh chóng thu hút sự chú ý của dân mạng. Cụ thể, nữ ca sĩ viết, Leon nhõng nhẽo khi ba Kim mẹ Hà cùng thơm má chị Lisa. Trong đoạn clip, Hồ Ngọc Hà, Kim Lý chia sẻ khoảnh khắc nữ ca sĩ cùng ông xã đến trường đón các con tan học. Trước sự kháu khỉnh đáng yêu của ái nữ, hai vợ chồng Hà Hồ nhịn không được phải tan chảy, hôn liên tiếp vào má nhóc tỷ. Đáp lại tình cảm của ba Kim mẹ Hà, Lisa cũng vô cùng khoái chí cười tít mắt. Thế nhưng, đáng chú ý nhất chính là phản ứng của cậu út Leon khiến dân mạng được phen cười ngất. Với tính cách có chút nóng nảy, Leon liên tục gọi to mẹ Hà để thu hút sự chú ý. Có thể thấy, sau khoảng thời xa Hà Hồ, Kim Lý khi đi học, Leon dường như chỉ muốn được ba mẹ ôm ấp mà thôi. Dù đoạn clip chỉ vừa được đăng tải trong vòng ít phút, nhưng đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm cùng số lượt tương tác khủng. Dưới phần bình luận, người hâm mộ cũng không quên để lại lời khen cho sự đáng yêu của hai nhóc tỷ. Dễ thương quá à? Đáng yêu quá đi thôi. Một gia đình tràn ngập hạnh phúc. Điều thế, gia đình Hồ Ngọc Hà, Kim Lý được biết đến là một trong những tổ ấm hạnh phúc và viên mãn nhất nhì làng giải trí Việt. Kể từ khi hạ sinh Lisa, Leon, gia đình Hồ Ngọc Hà luôn ngập tràn tiếng cười. Được biết đây chính là động lực lớn nhất của nữ ca sĩ và chồng, giúp cả hai cùng thăng hoa trên con đường sự nghiệp.